cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio trong buổi sáng ngày hôm nay. Bộ sản phẩm đầu tiên mà Thanh Tâm sẽ gửi tới các bác trong buổi sáng ngày hôm nay là một chiếc đầu giải mã đến từ thương hiệu Mazang. Và đây là đầu giải mã Mazang NA7004 mới cập nhập hàng tại shop ngày hôm qua. Đây là bộ sản phẩm mái màu đen 7004 thì được xuất xưởng với hai màu, đó là màu bạc ngà vàng và một màu nữa là màu đen. Và cái hiện tại thông tin bộ màu đen ngày hôm nay em đánh giá khoảng 97% và đầy đủ điều khiển zin đi kèm, đang được sale off trong cái thời điểm hiện tại với mức giá là 10,5 triệu. 10 triệu rưỡi thì các bác sẽ được tặng kèm một USB chứa nhạc 32GB và một cáp quang để các bác có thể kết nối từ Smart TV xuống. Thời điểm hiện tại thì dòng máy DAC Mazang NA7004 kiêm Network Audio Player đã hạ nhiệt rất là nhiều. Vì thế, bạn nào quan tâm về dòng máy này có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Đặc biệt, máy Mazang NA7004 màu đen tương thích với các hệ thống màu đen rất ít khi về hàng. Vì thế nên là bác nào quan tâm tới sản phẩm này có thể liên hệ ngay. Ok, hình thức thì em đánh giá khoảng 97% kèm khiển zin. Em sẽ quay qua một chút về hình thức để các bác cùng tham khảo. Mặt trên của máy rất là đẹp các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy mặt lưng này. Cái điểm yếu của dòng máy màu đen đó là xước sẽ rất nộ, nhưng mà cái dòng máy này nó không có xước. Cái thứ hai nữa đó là cái xuất âm của 7004 xuống ampli, chúng ta sẽ có một kết nối RCA. Ở bên này chúng ta sẽ có kết nối của mạng này, kết nối của đồng trục quang và từ máy tính sang. Máy được sản xuất tại Trung Quốc và xuất cho thị trường Nhật, nguồn điện sẽ là 100V. Mazang 7004 thì sở hữu ngôn ngữ thiết kế cánh buồm của Mazang, với phần ở giữa trung tâm điều khiển chúng ta sẽ có hệ thống mặt nhôm phay xước, còn hai cánh buồm chúng ta sẽ có hai cánh buồm làm bằng nhựa và sơn màu đen. Đối với bản màu vàng bản màu đồng ấy thì nó sẽ màu đồng. Cái chỗ phần này là em chưa có nó chùi thôi các bác nhé, nó là cái keo thôi. Rồi, cái 7004 này sẽ giải mã cho chúng ta lên tới 32 bit, và đường chơi vào của Mazang 7004 sẽ bao gồm TV, máy tính, đồng trục và USB. Dòng máy này thì đọc USB rất là mượt, tuy nhiên với cái ổ cứng thì em chỉ khuyên các bác sử dụng những cái dung lượng khoảng dưới 320GB trở xuống. Ngoài ra thì khi kết nối với mạng LAN, các bác có thể cài được app để điều khiển trên điện thoại cho dòng Mazang NA7004 này. Đấy là tất cả những cái thông tin mà trên con máy này đang trang bị. Và đây cũng là một trong những mẫu cạnh tranh trực tiếp với cái dòng sản phẩm Pioneer N50. Mazang 7004 ngày hôm nay về hàng máy màu đen, hình thức 97%, đầy đủ khiển zin, được bán với mức giá là 10,5 triệu, được tặng kèm USB và cáp quang. Bác nào quan tâm tới sản phẩm này có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Đặc biệt đối với các bác đang dùng hệ thống sản phẩm màu đen thì cái máy màu đen này rất ít khi về hàng các bác nhé. Xin mời các bác nghe một bản nhạc, một đoạn nhạc test khác của ca sĩ Hoàng Oanh.
sản phẩm Mazang NA7004 với mức giá là 10 triệu rưỡi. Bác nào quan tâm tới thiết bị này có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video test tiếp theo.